Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sáo Điện Tử Việt Nam. Video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cấu tạo của cây sáo Akai Mi Solo. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những cái bộ phận một vòng từ trên xuống dưới cũng như là các cái chức năng của cái bộ phận đó các bạn nhé. Cái bộ phận đầu tiên của cây sáo đấy chính là cái núm thổi. Cái núm thổi này nó làm bằng cao su. Ở trong này nó sẽ có cái cảm biến để có thể biết được cái luồng hơi thổi của mình mạnh nhẹ khác nhau để tạo ra cái tiếng, cũng như là có một cái cảm biến cắn để thay đổi âm thanh, âm sắc theo cái mong muốn của người chơi. Ở mặt trước của sáo là một bộ các cái phím bấm. Phím này là phím cảm ứng, bao gồm 6 cái nốt tròn là những nốt chính, còn lại là những cái thanh thép ngang này chính là cái nốt phụ thăng giáng. Ở cạnh bên thì mình có thể nhìn thấy hai cái phím chức năng bè. Thì hai cái phím này trong mỗi cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ có những cái chức năng khác nhau. Trong quá trình mà mình thổi sáo có thể sử dụng hai cái phím này để thay đổi nhạc cụ một cách rất là nhanh chóng. Ở phía bên dưới sáo nó sẽ có một cái cụm loa. Cụm loa này thì nó khá là xa tai người dùng, nó ở phía dưới cùng cho nên cái chất lượng âm thanh của nó và cái âm lượng nó cũng không được to cho lắm. Phía đằng sau thì mình sẽ có một cái màn hình hiển thị. Màn hình này được nâng cấp từ cái màn hình của cây Akai EV 5000. Nó có thể hiển thị được 3 cái dòng chữ. Và phía dưới cái màn hình nó sẽ có một cái núm xoay và nút chọn chức năng. Mình muốn thay đổi các cái chức năng ở trên màn hình thì mình chỉ cần xoay để thay đổi và bấm cái nút tròn này để chọn cái chức năng mà mình mong muốn. Tiếp theo ở phía bên dưới nó có một loạt những cái phím bấm. Toàn bộ những cái cài đặt của sáo thì cũng sẽ được cài đặt thông qua cái hệ thống phím bấm này kèm với cả cái phím tròn chức năng. Thì trong cái hệ thống phím bấm này nó sẽ chia ra làm hai loại. Ba cái hàng phím bên trên nó sẽ là những cái phím liên quan đến cài đặt sáo cũng như là chuyển tông. Còn bốn cái phím bên dưới nó tương ứng với bốn cái danh sách nhạc cụ mà mình có thể lưu tự do những cái nhạc cụ mà mình mong muốn vào trong cái danh sách nhạc cụ đó. Ở phía bên dưới thì mình sẽ có một cái con lăn, này là con lăn chuyển quãng. Mình muốn lên và xuống quãng thì mình chỉ cần lướt lên và lướt xuống. Cạnh ở bên tay trái nó có một cái thanh thép hỗ trợ nhận diện cảm ứng. Thì trong quá trình mình thổi sáo để cho cái nhận diện cảm ứng ở đằng trước một cách mượt mà hơn thì tay của mình bao giờ cũng phải chạm vào cái thanh thép này. Thì mặc định mình chỉ cần chạm vào cái con lăn chuyển quãng là sẽ chạm vào cái thanh thép ở phía bên tay trái. Còn thanh thép ở bên tay phải nó chính là cái thanh lướt. Khi mà mình thổi sáo mình chỉ cần lướt nhẹ cái ngón tay sang phía bên tay phải thì nó sẽ có những cái hiệu ứng lướt chuyển lên xuống quãng rất là mượt mà, khá là hay. Ở trong cái bài Người Mông Cổ cũng có một đoạn sử dụng cái phím chức năng lướt như vậy. Ở phía bên dưới cái này mình sẽ có một cái móc để treo cái dây đeo. Tiếp theo đây là cái móc để giúp mình cầm một cái cây sáo nó vững chắc hơn. Và ở phía dưới cái ngàm đeo đó nó có một cái tấm thép. Tấm thép này nó cũng có cái chức năng tương tự như là cái tấm thép ở phía bên trên đây. Cái tấm thép này nó sẽ hỗ trợ nhận diện cảm ứng ở phía bên trên một cách mượt mà và chuẩn xác nhất. Ở dưới cái tấm thép này nó sẽ có một cái miếng nhựa. Cái miếng này khi mà mình lướt cái tấm thép xuống bên dưới nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng giống như là ben ở trên organ ấy. Cái ben này thì sử dụng thường xuyên nhất trong những lúc mà mình cần luyến. Ở phía bên dưới sáo thì sẽ có một cái phím này là phím nguồn. Khi mà bật sáo thì cái đèn màu xanh nó sẽ sáng và khi mà tắt thì cái đèn này nó sẽ tắt đi. Ở dưới phím nguồn là những cái cổng kết nối. Phía trên cùng đấy là cổng audio in. Mình có thể cắm trực tiếp cái beat nhạc của mình vào cái cổng này để luyện tập. Cổng thứ hai là cổng phone để giúp mình tập sáo bằng tai nghe hoàn toàn im lặng. Cổng thứ ba đấy là cổng audio out. Cổng jack 6 ly này sẽ giúp mình có thể kết nối những cái thiết bị âm thanh ở trong gia đình cũng như là thiết bị âm thanh lớn trong quá trình mình đi biểu diễn. Ở bên dưới sẽ là một cái cổng sạc. Cổng này thì mình vừa có thể sạc pin cũng như là cái cổng MIDI để mình kết nối máy tính luôn. Ở phía bên dưới này
sẽ có một cái hộp pin. Mình chỉ cần tháo cái con ốc này ra và mở cái nắp đậy thì sẽ thấy pin ở bên trong. Mình hoàn toàn có thể tháo pin ra và thay thế cái cục pin sạc này các bạn nhé. Và cái bộ phận cuối cùng, đây là một cái lỗ. Lỗ này để trong quá trình mà mình thổi sáo, những cái hơi nước ngưng đọng ở trong tân sáo này sẽ được thoát ra thông qua cái lỗ này các bạn nhé. Video số 2 thì mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn nhé.